Hôm nay, lực lượng đặc biệt Ukraine sử dụng HIMARS của Mỹ để tấn công hàng trăm lực lượng Nga ở đảo Rắn. Thưa quý vị và các bạn, theo tuyên bố của người đứng đầu của Trung tâm Báo chí Điều phối Thống nhất của lực lượng phòng thủ miền Nam Natalia Hanamak, đêm qua, người Ukraine, quân đội tung ra hơn 10 đòn chính xác tấn công trên các đảo Zamini. Ukraine tiếp tục một chiến dịch quân sự trên đảo Rắn. Đêm qua đã chính xác hơn 10 giờ đêm, các cuộc đình công đã được phát động trên hòn đảo, quân đội đang kiểm tra kết quả ngay bây giờ. Nhưng chúng tôi đã được thông báo rằng thêm một tên lửa phòng không Panzer S-1 hệ thống súng bị bắn trúng. Hanamo nói trong cần được lưu ý vài ngày trước Natalia Hanamano cũng thông báo về việc không khí của Telethon, quốc gia mà lực lượng Ukraine vào ngày 22 tháng 6 đã có các cuộc tấn công vào thiết bị của đối phương này. Và nhân lực của Zamini, thường được gọi là đảo Rắn, cần lưu ý các công nghệ massage. Công ty ngày 22 tháng 6 phát tán một vệ tinh mới, hình ảnh của đảo Zamino chứng minh rằng vết thương cháy lớn trong một tòa tháp bị hư hại đã xuất hiện trên Zamini sau quân đội Ukraine để tiến hành các cuộc đình công có chủ đích. Vết cháy có thể được nhìn thấy trong ba các tác phẩm của hòn đảo vệ tinh. Hình ảnh được chụp vào ngày 21 tháng 6. Gần một cấu trúc tháp trên phía nam của hòn đảo, hai cái kia gần với chính hơn của tòa nhà phức hợp trong hai tháng qua. Lực lượng Ukraine đã liên tục tấn công các lực lượng Nga và các cơ sở hạ tầng trên đảo, và họ cũng đã hạ gục một người. Máy bay trực thăng trong một số tàu hải quân nằm ngoài khơi. Một lời nhắc nhở vào tháng 6 năm 2022, giám đốc của Ban Giám đốc Tình báo chính lại Kirilo, Bộ Quốc phòng Ukraine, Bodanov tuyên bố quân đội Ukraine hàng loạt các hoạt động quân sự trên đảo Rắn sẽ kéo dài cho đến khi hòn đảo được giải phóng hoàn toàn khỏi những kẻ xâm lược Nga. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Ukraine phát hành cảnh quay cho thấy một tấn công vào con đảo Rắn bị chiếm đóng của Nga, thêm rằng việc làm sạch của chúng tôi, đất sẽ tiếp tục miễn là cần thiết. Tiền đồn của hòn đảo Rắn rộng khoảng 100 mẫu Anh có được chứng minh là một chiến lược có giá trị, vị trí cho cả hai ngồi khoảng 80 hàng dặm ngoài đường bờ biển phía nam của Ukraine. Trong Biển Đen, Nga chiếm phần lớn đảo trong sớm trong chiến tranh và phần lớn đã quản lý duy trì kiểm soát nó, nhưng lực lượng của nó có thể bị đánh bom kể từ khi có một cuộc tấn công khác của quân đội Ukraine vào quân đội Nga trên đảo Rắn. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết những người chiếm đóng bị mất một máy bay phòng không hệ thống Panzer làm sạch đất của chúng tôi sẽ tiếp tục miễn là cần thiết. Tuyên bố không chính thức nói rằng các lực lượng chủ chốt đã sử dụng tên lửa HIMARS cung cấp. Mặc dù điều này không được xác nhận, nữ phát ngôn viên của Ukraine Natalia Hamanov nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục một hoạt động quân sự trên đảo Rắn. Đêm qua, hơn 10 cú đánh chính xác đã được đưa vào đảo Zibos và phi hành đoàn của anh ta đã được cho là đã chết sau khi ở nhà thờ Hồi giáo bắn phá hòn đảo và hỏa lực pháo binh. Nhưng họ sống sót một cách thần kỳ và được ban cho giải thưởng khi được trả lại Ukraine đất trong một cuộc chuyển giao tù nhân vào tháng trước. Cuộc đình công mới nhất trên đảo Rắn xuất hiện khi cảnh quay cho thấy một cột các bệ phóng tên lửa của Nga đã bị phá hủy ở vùng Donetsk của Ukraine. Lệnh của các hoạt động đặc biệt vũ trang của Ukraine đã chia sẻ đoạn phim nói về tấn công trước đó. Trước hết, nó đẹp, nhưng trên tất cả đó là điều cần thiết. Họ đã thêm nó không nói gì bí mật rằng pháo binh của đối phương có lợi thế hơn chúng tôi. Do đó, nó luôn là mục tiêu ưu tiên của những người lính Ukraine, và đặc biệt khi nói đến hệ thống cỡ lớn. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thứ Hai đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc giúp đỡ đất nước của anh ấy, quân đội cải thiện vị trí của mình, chống lại Nga trong một cuộc họp video với hàng đầu các cường quốc kinh tế đến lượt mình cam kết hỗ trợ Ukraine miễn là nó cần Zelensky. Zelensky đã đề cập đến sự tinh tế của thời điểm cho Ukraine vào trong cuộc chiến với Nga, đến hội nghị thượng đỉnh G7 với tư cách là một nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn chuẩn bị tiết lộ kế hoạch theo đuổi giới hạn trên đầu của Nga, tăng thuế đối với Nga, hàng hóa áp đặt và các biện pháp trừng phạt mới khác. Ngoài ra, Hoa Kỳ đang chuẩn bị thông báo về việc mua nâng cao hệ thống tên lửa đất đối không cho Kiev để giúp Ukraine chống lại sự hung hãn của Vladimir Putin. Tiếp theo sau đây là bản tin lực lượng Ukraine đặc biệt tấn công hàng chục MRS Uragan của Nga bằng hỏa lực pháo binh ồ ạt gần Donetsk. Thưa quý vị và các bạn,
lực lượng hoạt động đặc biệt Ukraine được chia sẻ trên cảnh quay trên không chủ nhật cho thấy quân đội Nga sử dụng nhiều bệ phóng tên lửa và xe quân sự, ngọn lửa phun ra, khói đen dày đặc sau khi họ bị tấn công bởi Ukraine. Các cuộc tấn công bằng pháo binh trinh sát và các hoạt động đặc biệt của Ukraine, các lực lượng trong khu vực Donetsk đã tiết lộ một cột đối phương đánh số 6 Erdogan, máy phóng tên lửa vận chuyển qua máy tải, xe tải, nhiên liệu, xe tải điều khiển chữa cháy, xe bọc thép chở nhân viên và xe chiến đấu bộ binh Ukraine. Quân đội nói binh lính của các chiến dịch đặc biệt, các lực lượng nhắm vào hỏa lực của súng Ukraine trong khi họ đập phá các phương tiện của đối phương. Để mẫu tin nhắn được thêm vào BM-27 Erdogan là 220mm MRS hoặc nhiều hệ thống tên lửa phóng thiết kế và sản xuất bởi Nga. Ngành công nghiệp quốc phòng Erdogan được thiết kế để tham gia vào bất kỳ loại nhóm nhắm mục tiêu da mềm và các xe bọc thép và quân đội các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Hệ thống được sử dụng trong các điều kiện ứng dụng của kẻ thù, của hạt nhân vũ khí hóa học hoặc các vi khuẩn học tại bất cứ lúc nào. Vào ban đêm hay ban ngày, trong các khí hậu khác nhau, điều kiện ở nhiệt độ từ -40 độ đến 50 độ. Ukraine pháo kích vào ngày Chủ nhật, cưỡng bức quân đội Nga đình chỉ cuộc di tản của những người từ một nhà máy hóa chất ở Severodonetsk chỉ sau vài giờ, Moscow. Lực lượng đã đưa thông tấn thành phố Tat trích lời cảnh sát địa phương cho biết riêng một cố vấn cấp cao cho Ukraine. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Mong quý vị và các bạn đăng ký ủng hộ, share để kênh phát triển và đem lại nhiều tin tức chiến tranh đến thế giới đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp. USA đang thử nghiệm bom dầu nhanh mới của mình. Bản tin chiến tranh thế giới xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, an lành trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực để đạt được mọi thứ có thể, lợi thế của lực lượng không quân US có thể đạt được một cách phương pháp tinh vi, pháo binh hiện đại bắn nhanh. Hệ thống này có thể được gọi là một quả bom do bản chất bùng nổ của nó, nhưng nó thực sự được gọi là chương trình dòng nhanh hay vũ khí xếp thành dòng, nhanh chóng từ hệ thống này đến hệ thống khác so với các hệ thống đạn dược tiêu chuẩn hóa được sử dụng trước khi nó là một hệ thống liên quan đến tên lửa tầm xa được cất giữ trong các pallet trên hội đồng quản trị. Hàng hóa hoặc vận tải vô hại như các máy bay C-130 và C-17 của không quân, những pallet này được trang bị dù và module điều khiển pallet mục tiêu chuyển tiếp module điều khiển pallet thông tin trực tiếp đến tên lửa và có thể được thay đổi trong một thời gian thông báo trước. Các phi công giữa tuyến qua máy bay, chính tên lửa đã từng rơi sẽ tự di chuyển đến mục tiêu được chỉ định bằng cách sử dụng gió và những thông tin nhận được để hỗ trợ hạ xuống được tên lửa đó cho nó 1.000 năm tuổi. Do quân đội Trung Quốc thiết kế máy bắn đá, phóng nhiều nỏ bu lông bằng cách kéo một lần kích hoạt nó, đổ mưa xuống sự hủy diệt của các đội quân từ những phạm vi to lớn. Ban đầu, hệ thống vũ khí được xếp chồng lên nhau đã được sử dụng bởi Airdrop bằng cách sử dụng hộp chuyên dụng để hỗ trợ. Khi thả hệ thống này cho phép hộp được cuộn lên và tắt như mong muốn một cách nhanh chóng. Sự kế vị sau đó, trời mưa xuống nhiều kiểu khác nhau của các pháo binh xuống mục tiêu của nó. Dòng nhanh, tôi sẽ nói là một phiên bản nâng cấp của chương trình trước đó, vì nó đã đi vào chi tiết về hiệu quả và đánh giá tiện ích cho các khối lượng lớn hơn tên lửa tầm xa, hơn hệ thống dòng nhanh hoặc dòng nhanh bóng còn khá mới. Nhưng với việc sử dụng pallet và airdrop đã được kể xung quanh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, giọt không khí chỉ đơn giản là sự di tản của thiết bị vũ khí hoặc viện trợ từ một máy bay quân sự hoặc máy bay dân dụng không có độ bộ những giọt ban đầu trong thời chiến, bao gồm các gói đệm đã được đẩy ra khỏi máy bay. Những giọt này giúp người lính không có khả năng tiếp cận nguồn cung cấp vì những chướng ngại vật đã ngăn họ lại, chẳng hạn như địa hình thời tiết và vị trí của các lực lượng đối lập. Cuối cùng, những chiếc dù đã được sử dụng để nhẹ nhàng hạ nguồn cung cấp xuống, sau đó được cải tiến, phát triển để đẩy hàng lên một cách hiệu quả. Máy bay chở hàng sau đó đã được cải tiến để sử dụng dốc phía sau, nơi họ có thể lăn bán hàng hóa trong chuyến bay hơn là đẩy thủ công viện trợ vũ khí lớn và trang thiết bị. Đó là một sự tiến hóa chậm chạp từ những giọt cứng nhắc để giải phóng nhẹ nhàng hệ thống không quân. Thậm chí còn có sự sáng tạo cho trích xuất cấp thấp, cho phép cung cấp các phương tiện vũ khí như xe tăng hoặc nguồn cung cấp lớn hơn. Tiến trình phát triển và sự sáng tạo đã dẫn đến những gì chúng ta đang nói về một ngày hôm nay một cách phức tạp. Để không chỉ thả hàng hóa sử dụng tương tự, chiến thuật vũ khí hóa máy bay không nhất thiết phải mới trong lịch sử nhân loại.
đã chứng kiến những giọt bom kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai như người béo hoặc những người cắt cúc, nhưng những quả bom này đã được triển khai từ máy bay hoặc được chế tạo đặc biệt cho ném bom như xe ô tô. Một máy bay đã ném bom thả người béo hay quả bom nguyên tử qua Nagasaki, hoặc máy bay không có nghĩa là xử lý trọng tải như nhiệm vụ nặng máy bay, vận tải. Đây là nơi màu đỏ rồng đi vào, nhưng nó được tạo ra để khám phá nhiều khả năng hơn cho không khí giọt và có cho vũ khí hóa vô hại máy bay bắt đầu trong năm 2019. Với khoảng 30 bên liên quan đang tìm kiếm sự phát triển và hệ thống của tiềm năng thay đổi cuộc chơi do không khí lực lượng, những bên liên quan bao gồm không khí lực lượng, bộ phận chỉ huy chính của quốc phòng và nhiều tổ chức trong bài kiểm tra đã đánh giá. Phòng ban các bên liên quan này đã giúp phát triển con rồng nhanh bằng cách đưa cho nó qua một mô phỏng phân tích dữ liệu được tạo từ các chuyến bay thử nghiệm và mô hình hóa các hệ thống các bài kiểm tra gần đây đã được chạy trên hệ thống để thu thập dữ liệu về việc sử dụng bài kiểm tra. Bài kiểm tra cuối cùng mà con rồng nhanh có chạy qua được vừa hoàn thành trong tháng 12 năm 2021. Điều này đã được thực hiện gần vịnh Mexico, gần nhất với Florida. Nhà máy bay liên quan tới bài kiểm tra là MC-130G Commando. Hai phi cơ con rồng nhanh đã nhanh chóng làm chính xác những gì lý thuyết và thử nghiệm để làm những dữ liệu đã được thu thập và thay đổi những chuyến bay vào mô đun. Lưu ý rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra và sau đó tiếp tục được thả trong không khí. Với dù và ba led vẫn còn nguyên vẹn, phần khó khăn là nếu phi hành đoàn tên lửa sẽ triển khai đúng cách từ ba led để đạt được mục tiêu chính xác, và may mắn thay, mục tiêu đã bị bắn trúng như đã lên kế hoạch cho tên lửa ổn định, được phát hành và kéo lên một cách thích hợp. Để đánh mục tiêu dự kiến được đưa ra bởi thí điểm, bước tiếp theo trong quá trình cho phát triển lực lượng không quân sẽ kiểm tra một lần nữa, nhưng lần này phải sử dụng máy bay tốt nhất là máy bay siêu cầu C-17-3. Máy bay bài kiểm tra này vẫn chưa diễn tả được những từ lúc đó, nhưng được thiết lập vào những khoảng 2022 và mục tiêu bây giờ là chứng nhận nhiều máy bay với khả năng sử dụng tên lửa. Hành trình khái niệm này ban đầu được trao cho không quân, chiếm thế thượng phong bảo vệ và vũ khí hóa điển hình máy bay vận tải và chở hàng, nó cũng có cho cơ hội nhầm lẫn của kẻ thù có thể nhắm mục tiêu vào các máy bay này và cũng không khuyến khích bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai. Một lý do lớn khác là sự phát triển của họ đã được chuẩn bị cho gần tinh khiết với xung đột với Trung Quốc và Nga. Lực lượng không quân muốn khả năng thoát khỏi một tình huống khủng khiếp như tên lửa đang đến. Có vẻ như kể từ khi thay đổi trong chương trình để nhanh chóng hóa rồng này, tên lửa có thể được sử dụng nhiều hơn một lần phát triển. Thành công kể từ khi hệ thống vũ khí rồng rất mới và vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là so sánh các vũ khí tương tự ngoài kia để các thông số kỹ thuật. Nó đã được tuyên bố rằng nó rất tương tự như AGM-158B hoặc SAS khi nói đến khí động học, tương tự các AGM-158B, còn được gọi là khớp nối tên lửa. Không đối đất là một loại hành trình phóng tên lửa hỏa tiễn, vũ khí có một đầu đạn xuyên giáp nặng 450 kg, do người Mỹ là khoảng 1.000 bảng Anh. Bây giờ các thông số kỹ thuật của hỏa tiễn tốc độ được coi là cận âm và phải dưới tốc độ âm thanh, và phạm vi của chuyến bay có thể được từ 575 dặm. Trong các khoảng cách kích thước của tên lửa này sẽ là chiều dài khoảng 4,27m hoặc 2,4m với sải cánh và tổng cộng 975 kg. Khối lượng bản dịch sẽ có độ dài 14 feet, sải cánh dài 7,9 feet và 2.150 pound. Khối lượng bây giờ chúng ta hãy thảo luận về pallet. Kể từ khi tên lửa đang được lưu giữ và lưu trữ đó trong tùy thuộc vào máy bay, mà pallet hộp triển khai có thể chứa 6 hoặc 9 tên lửa hành trình. Bản thân hộp không được niêm phong hoặc đóng lại lên bất kỳ cách nào, nhưng là một khung kim loại cắt để làm đôi để phóng tên lửa khi triển khai. Điều thú vị là cái hộp đó có thể được xếp chồng lên nhau hoặc thiết lập thành hàng trên bảng màu, miễn là chiếc dù và mô đun được đặt ở những vị trí của những chiếc máy bay đã được sử dụng hoặc có bạn. Có thể nói rằng chúng tương thích với hệ thống rồng nhanh là MC-130G, máy bay biệt kích 2 và máy bay chiến đấu C-173. Máy bay chúng tôi không biết kích thước của hệ thống của chính nó, vì vậy chúng tôi phải căn cứ tất cả mọi thứ trên máy bay, không khí, lực lượng đã được kiểm tra hoặc sẽ kiểm tra trong tương lai. Máy bay đầu tiên là MC-130G.
Biệt kích 2 là cùng một đội máy bay đã kiểm tra thành công với hệ thống, mục đích của chiếc máy bay này là để tiếp tế nhiên liệu cho các máy bay khác. Tiếp tế giọt không khí thoát ra vùng xâm nhập, trọng lượng cất cánh tối đa 164.000 pound. Tốc độ của chúng là 362 kts hải lý. Aerospeed speed ở độ cao 22.000 feet. Phạm vi thi không được tiếp nhiên liệu là khoảng 3.000 dặm. Trần của chiếc máy bay này là khoảng 28.000 feet với trọng tải 42.000 pound. Cho những người không biết về hàng không trần là mật độ tối đa độ cao mà máy bay có thể đạt được dưới một tập hợp các điều kiện được xác định bởi nó phong bì các chuyến máy bay khác và sử dụng hệ thống dòng nhanh C-17. Máy bay Glowmaster 3 C-17 là một trong những loại linh hoạt nhất máy bay chở hàng trong lực lượng không quân, nhằm mục đích của chiếc máy bay này là dành cho những đường hàng không, giảm vận chuyển thang máy và thậm chí sơ tán, khí dung trọng lượng cất cánh tối đa cho những chiếc máy bay 585.000 bảng Anh, 265-352 kg tốc độ hành trình, 450 hải lý với độ cao hành trình ban đầu ở 28.000 feet, 8 mét, 534 mét, trọng tải cao khoảng 164.900 pound, nặng 74.797 kg. Một chiếc C-17 không tiếp nhiên liệu có thể đi về phạm vi 2.400 hải lý. Nếu kiểm tra lại thành công trên chiếc C-17 thì các khả năng do dòng nhanh chóng có thể liên tục tiến lên. Tiết mục của lực lượng không quân lúc bấy giờ là có một bản tóm tắt về những gì chúng tôi đã biết về dòng nhanh. Chúng tôi biết rằng nó khá mới vì chưa được bắt đầu phát triển từ năm 2019. Dữ liệu về hệ thống này vẫn còn chưa được phát hành, nhưng chúng tôi biết về thử nghiệm và phát triển bộ lực lượng không quân đã thực hiện với công nghệ liên quan đến kiểm soát bảng màu module. Thực tế là không có thông tin có thể được chuyển tiếp giữa chuyến bay của một chiếc máy bay đến tên lửa. Khá tuyệt vời khi nó có vẻ giống như một chức năng đơn giản, nhưng điều quan trọng là tên lửa phải thành công trong việc định tuyến lại trong giây lát để ý. Kế hoạch bây giờ là phải cho dòng nhanh trải qua một bài kiểm tra khác về một máy bay để tìm kiếm tái định tuyến có thể được sao chép trên C-17 như cũ. Cũng như các thông số kỹ thuật khác, các thông số kỹ thuật này bao gồm một trình diễn ở nơi độ cao thả rơi, loại bỏ liên quan đến các hoạt động trọng tải và tàu chở hàng. Kiểm tra lại này sẽ được coi là giai đoạn 4 liên quan đến sự phát triển nhanh chóng, dòng và các điều điên rồ là chương trình này có được thực hiện trong gần 2 năm và khá là nhanh khi chúng ta sẽ phải chờ xem liệu rằng nó có bất kỳ sự phát triển nhanh chóng nào hay không. Hệ thống rồng và tác động của nó sẽ có xung đột với hiện tại trong thế giới với Nga và Ukraine, thậm chí là Trung Quốc. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Mong quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ, share để kênh phát triển, đem lại nhiều tin tức chiến tranh thế giới đến cho quý vị. Xin chào!